はい。Ở đây có không có ghi theo cái chủ đề phải không? Như nó phần một là giới thiệu, thứ hai tầm quan trọng của cố vấn, thứ ba là anh em ghi thêm ha, chủ đề một, chủ đề hai, thứ tư, thứ ba mục đích cố vấn, năm. Ôi sao cái của tôi nó bị nhảy lung tung rồi vậy? Xin lỗi nha, cái này do chuyển cái ấy nó bị nhảy rồi, nhảy. Ừ, thôi được rồi, nó cũng cũng được. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần giới thiệu. Có lẽ là trong chúng ta đã từng nghe cái từ cố vấn nhiều rồi phải không ạ? Chẳng hạn như là một quốc gia tổng thống thì có phải có gọi là có cái ban cố vấn hoặc là có người cố vấn của tổng thống. Đất nước của chúng ta đó thì thí dụ như bên thủ tướng chính phủ đó thì không phải ông là một người tài giỏi đâu. Ông là một người được dân cử lên, được đảng cử lên. Nhưng mà thật ra thì để có sự thành công đó thì ông phải có một cái ban cố vấn. Và cái ban cố vấn của ông là tất cả là 12 người cố vấn. Có nhiệm kỳ thì họ tăng hơn là ví dụ như là 20 người cố vấn. Và cái sự cố vấn đó nó ở trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Có người thí dụ như cố vấn về kinh tế, có người cố vấn về vấn đề chính trị, có người cố vấn về vấn đề văn hóa, vân vân, nó nhiều thành phần lắm. Không phải một người cố vấn tất cả. Nhưng mà mỗi một người như vậy ở trong cái ban cố vấn đó, họ sẽ làm một cái mục đích là họ nghiên cứu một cách sâu sắc để rồi họ giúp đỡ, họ tư vấn cho tổng thống và hoặc là thủ tướng để hoàn thành cái nhiệm vụ. Cho nên khi mà thủ tướng ông cầm cái tài liệu để ông đọc lên thì nó là đã có tất cả những người ở trong ban cố vấn đó họ đã giúp đỡ cho ông và ông chỉ là người đặt bút súng mà ký mà thôi. Cho nên cố vấn là một điều rất là quan trọng. Trong thuộc thể có cố vấn thì trong thuộc linh cũng có cố vấn. Chúng ta xem Chúa đã giới thiệu về sự cố vấn như thế nào. Thứ nhất là về nói về cố vấn là một chức vụ trong Kinh Thánh. Thì chúng ta xem ở trong Giăng đoạn 14 câu 17. Giăng 14 câu 17. Ở trong câu 16 thì nói như vậy: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài ban cho ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Và câu 26: Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha nhân danh ta sai xuống, đấng ấy dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Thì trong đây Chúa Giêsu đã giới thiệu về một đấng đến để giúp đỡ. Chúa Thánh Linh được gọi là đấng yên ủi hay còn là đấng cứu giúp hay là giúp đỡ. Và ở đây nói Chúa Giêsu nói rõ về vấn đề cái vai trò của Ngài là đấng đó sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật. Đấng đó sẽ dạy dỗ các ngươi, đấng đó sẽ nhắc lại cho ngươi nhớ mọi điều ta đã dạy cho các ngươi. Như vậy cái người cố vấn là dạy dỗ, dẫn dắt để cho chúng ta đi vào trong một cái chiều hướng đúng hơn. Trong cuộc đời của anh chị em, chúng ta có đã từng được nhờ người khác cố vấn cho mình chưa ạ? Thí dụ hôn nhân gia đình anh chị em có cần cố vấn không? Có. Rồi công việc làm ăn. À. Rồi về cái hướng diện về vấn đề hầu việc Chúa cũng vậy, chúng ta cũng cần có những người để cố vấn chúng ta. Và trong cái sự cố vấn đó sẽ giúp cho chúng ta nó có một cái sự xác định nó rõ hơn. Cái sự dẫn dắt ở bên trong chúng ta đó là Chúa Thánh Linh. Nhưng đôi khi á, chúng ta nhận một tín hiệu đó nhưng mà chúng ta chưa có xác chứng được một cách chắc chắn về cái điều mà mình muốn làm hay là điều mình chuẩn bị làm thì chúng ta chưa biết chắc chắn. Cho nên chúng ta cần một cái người có thể rằng là có ân tứ, có cái chiều sâu về thuộc linh hay là vững chãi trong thuộc linh để người đó giúp cho chúng ta để chúng ta có một cái quyết định một cách đúng đắn. Tối hôm qua thì tôi cũng có một anh em, anh này là người anh của tôi lớn hơn tôi tới 6 tuổi lắm. Anh cũng là một mục sư ở bên Mỹ.
anh học về Chúa, và có những anh em cũng thường hay gọi điện với nhau, tâm sự với nhau. Thì anh nói là bữa nay anh phải nhờ em là phải tư vấn cho anh cái vấn đề này. À, bây giờ có những người mời anh để cộng tác hầu việc Chúa như vậy vậy vậy. Anh trình bày ra, rồi bây giờ nhờ em cố vấn cho anh, nhờ anh tư vấn cho anh, hay là có ý kiến cho anh, và cũng là một cách tư vấn. Chúng tôi nói chuyện tới gần khoảng 1 giờ đêm, tại bên kia ban ngày, bên đây ban đêm. Và khi tư vấn xong, mình nói ô cảm ơn Chúa, nó rõ ra, tại vì nhiều khi mình không có biết, mình chỉ có nhìn được một cái mặt thôi, hoặc là nhìn một cách như Phaolô nói gì, như trong cái gương cách mập mờ thôi. Nhưng mà chúng ta nhờ nhiều người thì cái mưu trí sẽ được thành công. Cho nên cái sự cố vấn nó rất là quan trọng. Chúng ta âm thầm quyết định một mình nó cũng được, nhưng có một điều rằng là chúng ta không nhìn rõ hơn. Nhưng trong sự cố vấn đó, chúng ta cần phải có những người có ơn của Chúa, những người trưởng thành thuộc linh. Còn không có những người mà không trưởng thành thuộc linh thì người ta cố vấn một cái là chúng ta đi đài luôn. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện là có một người tên là gì, nói rằng là ngón tay út của ta bằng cái lưng của cha ta không? Jeroboam phải không ạ? Tại sao ông lại nói cái câu đó? Thay vì tìm cách nhẹ hơn cho dân sự, đóng thuế nhẹ hơn cho dân sự, thì ông lại có một cái quyết định như vậy. Anh chị em biết tại sao không? Hả? Đúng rồi, bởi vì ông nghe theo gọi là bạn, nhưng mà không phải là những người trưởng lão, mà nghe theo những cái bạn tin, những cái bạn đồng thời của ông. Chúng ta xem ở trong các vua thứ nhất. Xin lỗi, các vua nhì nè. Đoạn 10 câu 10. Roboam, chúng ta là Jeroboam. Jeroboam là một vị vua hiền lành. Xin lỗi, khoan vào đây xem kỹ nha. Đúng rồi, Roboam. Rồi, xin đọc câu kinh thánh đó. Chúng ta cùng đọc nha. Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người thưa rằng, ủa anh em ghi mở ra được kịp chưa? Sử ký nhì đoạn 10 câu 10. Còn các vua là các vua nhất đoạn 12 câu 10. Sử ký nhì đoạn 10 câu 10. Đây, chúng ta cùng đọc nha. Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người thưa rằng, dân sự đã thưa với vua rằng, thân phụ vua khiến cho của chúng tôi nặng nề, vua hãy làm cho nó nhẹ ra. Vua phải đáp lại cùng chúng như vậy, ngón tay út của ta lớn hơn cái lưng của cha ta. Cũng là một sự cố vấn, nhưng mà cuối cùng là gì? Là cố vấn sai trật. Cho nên khi chúng ta cố vấn thì anh em một mặt chúng ta nhờ cố vấn, nhưng mà một mặt chúng ta phải lắng nghe Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng ta. Có những người họ cố vấn là đem cho chúng ta đến một cái sự phiền não hơn và tệ hơn, chứ không phải là tốt hơn. Cho nên là cái sự cố vấn nó rất là quan trọng, nhưng mà cái người cố vấn lại rất là quan trọng hơn. Chúng ta có Đức Thánh Linh là đấng cố vấn trong đời sống của chúng ta. Còn riêng ở trong hội thánh thì có chức vụ cố vấn không? Chúng ta cùng xem Roma đoạn 12 câu 7 câu 8. Roma 12 câu 7 câu 8. Rồi, ai mở ra kịp thì cộng đồng với tôi. Xin bắt đầu. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Chúng ta lưu ý cái phần 7 nói rằng là ai được gọi vào chức vụ thì hãy buộc mình. Thì ở đây muốn nói đến những cái sự dạy dỗ, những sự chăm sóc,
rồi khuyên bảo, vân vân, thì đây cũng là những cái chức vụ. Cái khuyên bảo đó, counselor, tức là cái người cố vấn hay là người khuyên lên, trong tiếng Anh là counseling, là người, là cố vấn, nhưng mà cái người cố vấn là counselor, là người cố vấn. Thì cái sự cố vấn cái sự cố vấn ở đây đó là nó là một cái chức vụ. Nó là một chức vụ. Như Thánh Linh là đấng được gửi đến, Ngài cũng có chức vụ cố vấn, Ngài có chức vụ khuyên bảo, Ngài có chức vụ dẫn chúng ta vào trong lẽ thật. Vì vậy trong sự cố vấn thì bậc thầy của cố vấn đó chính là Thánh Linh. Nhưng mà không phải ai cũng lắng nghe được cái sự dẫn dắt của Thánh Linh để mình có một cái hướng đi một cách đúng đắn. Mà chúng ta nhớ là Thánh Linh dẫn dắt theo lời, Thánh Linh dẫn dắt theo những gì trong lời đã chép, hoặc là Ngài dẫn dắt trong mọi việc chúng ta, nhưng nó phải là mang tính của Kinh Thánh, chứ không phải là Ngài dẫn dắt nó đi ngoài cái tính của Kinh Thánh. Nên Thánh Linh được gửi đến để dẫn vào trong mọi lẽ thật, nhắc chúng ta nhớ mọi điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Thánh Linh là đấng khôn ngoan để giúp đỡ cho chúng ta. Ngài dò xét mọi sự, chúng ta cùng xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2, đến nỗi cái sự sâu kín của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu số 10. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 10, cùng đọc với nhau. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Như vậy rất là tuyệt vời khi chúng ta có Thánh Linh của Chúa dẫn dắt trong đời sống của mình. Có một cái điều rất là chúng ta cảm giác dường như mơ hồ là tại vì chúng ta không thấy được Ngài. Chúng ta không nhìn thấy được Thánh Linh. Chúa Giêsu thì có được ghi lại và những cái hình ảnh của Ngài được đậm nét ở trong các sách phúc âm. Nhưng mà Thánh Linh chúng ta dường như không có nhìn thấy. Chúa Giêsu giới thiệu về Thánh Linh, Ngài là thần lẽ thật, Ngài dẫn cái ngươi vào trong lẽ thật, Ngài ở với cái ngươi đời đời, vân vân. Nhưng mà chúng ta không có nhìn thấy. Nhưng mà trong cái sự cảm nhận thuộc linh, chúng ta có thể cảm nhận được. Và đồng thời anh chị em biết không, là khi Thánh Linh đã cư trú trong lòng của chúng ta đó, chúng ta là một tạo vật mới đó, thì chúng ta nên bắt đầu chú ý những gì sự dẫn dắt từ bên trong là chính xác hơn là những gì ở bên ngoài. Cái sự dẫn dắt của Thánh Linh rất là mầu nhiệm. Như có lần tôi đi được mời dạy một cái môn học về sự thờ phượng. Và khi ngồi trong cái lớp như vậy cũng khoảng tầm 20-20 mấy người thôi. Và khi thờ phượng Chúa xong thì tất cả mọi người rất là hồ hởi, phấn khởi. Nhưng mà thình lình thì tự nhiên tôi nghe một cái tiếng nói rất là êm dịu ở bên trong, là con đang bị chống đối thuộc linh. Tự nhiên nói như vậy thì cả bao nhiêu người tôi thấy là mới thờ phượng xong thì em gương mặt ai cũng tươi mới hết. Tôi nhìn một loạt thì tôi thấy thì có một người anh em ở góc phía bên kia, và người này cũng cái gương mặt rất bình thường, và người này cầm cái máy ghi âm lại và để trên bàn để mà ghi âm. Mà không phải một người đó ghi âm, nhưng mà rất nhiều người khác đặt máy ghi âm trên bàn của tôi và ghi âm. Nhưng mà Chúa nói người đó đó con. Tôi nhìn bên ngoài tôi nói ô người đó không phải. Sao mà người này mà chống đối thuộc linh được. Thì sau đó thì tôi vẫn dạy. Và người này học rất là tốt. Sau khoảng 2-3 tháng như, nó có một cái sự kỳ xảy ra. Thì tôi được một người anh em mời tôi đến gặp cái người này. Thì vừa gặp người này xong thì tôi nói ủa, tôi quen anh mà, anh học ở trong cái lớp đó mà. À đúng rồi. Dạ chào mục sư, em học trong cái lớp đó. Bắt đầu ngồi xuống bắt đầu nói một chút là nói rằng là ngay ngày đó đó, khi mà một khi mục sư giới thiệu tên của mục sư là gì, tự nhiên trong lòng em nói là cái ông này là không được. Tại vì cái anh này đã từng nghe một cái người nào đó nói một cách không đúng về tôi.
Anh em thấy cái sự thánh linh của Chúa để bên trong chúng ta nó rất là chính xác. Tôi nói, à, thì ra giờ tôi kể lại cho anh nghe. Nhưng mà tôi nhìn anh, tôi không nghĩ anh là một người đối nghịch thuộc linh với tôi trong lúc bấy giờ. Họ ngồi học như vậy, nhưng mà thật sự trong linh của họ đang đối nghịch lại với mình. Giống như trong lớp của mình ở trước đây đó, anh em biết. Tôi đâu có biết người đó có những gì chống đối lại tôi, nó nghịch lại khi mà chúng tôi đang dạy. Nhưng mà sau đó thì mới biết, khi mình ngưng cái việc học thì mới biết rằng cái người đó có những sự đối nghịch về thuộc linh. Rồi chúng ta xem lời Chúa ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 30. Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 30. Chúng ta đọc chung với nhau nha. Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 30. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta vậy. Chúng ta có Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật, chúng ta có Chúa Giêsu là đấng khôn ngoan. Chúa Giêsu có linh khôn ngoan ở trên Ngài. Kinh Thánh nói gì? Ngài có thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu luận, thần mạnh sức, thần hiểu biết, thần kính sợ Đức Giê-hô-va ở trên Ngài. Cho nên khi chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta được tháp vào trong cái gốc nho thật, vào đấng khôn ngoan, thì chúng ta được trở nên khôn ngoan. Và cái sự mưu luận của Chúa, mưu luận nó không phải là mưu kế, nó không phải là một cái gọi là mưu mẹo hay là xảo quyệt. Cái sự mưu luận để giúp cho chúng ta có thể vượt lên trên những cái nghịch cảnh ở trên đời sống của mình, hoặc là đôi khi cái sự mưu luận đó đắc thắng những cái sự gài bẫy của người khác. Anh em nhớ câu chuyện của Chúa Giêsu bị gài bẫy về cái người đàn bà phạm tội tà dâm bị bắt quả tang không? Họ đem cái người đàn bà đến mà nói rằng đây là phạm tội tà dâm bị bắt quả tang. Theo luật Môi-se thì ném đá, bây giờ theo thầy thì sao? Thì ở đây cái thần linh mưu luận, thần linh khôn ngoan trên Chúa Giêsu được vận hành trên Ngài, và Ngài đã không bị sập bẫy. Nếu trả lời là ném đá thì Ngài dạy sự yêu thương ở đâu? Còn nếu tha thứ thì vi phạm luật pháp Môi-se, và chẳng những ném đá người này mà ném đá luôn Ngài luôn. Chúa Giêsu không nói, và Chúa Giêsu Ngài cúi xuống, Ngài viết ở trên đất. Ngài chẳng nói cho chúng ta biết Chúa viết cái gì, nhưng Ngài có viết trên đất. Sau Ngài nhìn lên, Ngài hỏi một câu: ai trong các ngươi là người không có tội thì cứ ném đá đi. Tôi cũng dùng câu này nhiều lắm. Nhiều khi anh em chỉ trích lên án người này kia, tôi hỏi rằng là thế thì mình có lỗi không? Có chứ, mình có chứ. Vậy thì mình có được Chúa cho cơ hội để được tha thứ không? Có. Vậy thì bây giờ mình cũng hãy cầu nguyện để cho anh em mình cái cơ hội được tha thứ. Chứ còn không á, là cái họ sẽ chỉ trích, gây sự chia rẽ đủ thứ ở trong Hội Thánh hết. Đấy. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa Giêsu là có linh khôn ngoan, Ngài ở trên Ngài. Cho nên khi ta tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta đang tháp vào trong cái nguồn của sự khôn ngoan. Anh chị em sẽ nghĩ lại đời trước đây khi chúng ta chưa tin nhận Chúa, lời nói chúng ta trước đây khi chưa tin nhận Chúa và bây giờ, anh chị em thấy có sự khác biệt. Những quyết định của chúng ta có sự khác biệt, không phải do chúng ta lâu năm thành lão làng đâu, nhưng mà linh khôn ngoan của Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta không nói những lời sằng bậy, chúng ta không có cư xử theo cái tính xác thịt giống như trước đây, bởi vì chúng ta có đấng khôn ngoan, có đấng dẫn dắt ở trên đời sống của chúng ta. Cho nên trong Ê-sai đoạn 11 câu 2 nó rất rõ về Ngài có linh khôn ngoan, linh thông sáng, linh mưu luận, hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Còn trong Gia-cơ đoạn 3 câu 17 thì sự khôn ngoan từ trên mà xuống, đó là trước hết là thanh sạch, sau là hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng, thương xót và bông trái lành, không hay lòng, không giả hình. Chúng ta có thể test về cái sự khôn ngoan của một người. Người đó có phải là khôn ngoan của trời hay là người đó khôn ngoan của đời? Khôn ngoan của đời là gì? Ghen tương, cay đắng, tranh cạnh, lộn lạo và đủ mọi thứ gian ác. Nó xen lẫn ở trong đời sống của chúng ta, nó xen lẫn với cái sự khôn ngoan của Chúa ban cho chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn có thể test được cái sự khôn ngoan của Chúa là gì? Chúa rất là thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dễ lòng, thương xót và bông trái lành, không hay lòng và không giả hình. Thì chúng ta sẽ biết được rằng kể cả chính mình vẫn có thể test được rằng mình có được cái sự khôn ngoan của Chúa để soi sáng, để dẫn dắt cho chúng ta ở trong đời sống hầu vị Chúa hay không. Anh chị biết rằng không phải tất cả mọi người hầu vị Chúa đều là những người hầu vị Chúa chân chính đâu.
Đúng không ạ? Có nhiều người nói, ôi tại sao mục sư hay là thầy truyền đạo, người hầu Chúa mà tại sao như vậy? Chúa Giêsu đã từng nói rồi, có chiên thì cũng có dê, phải không ạ? Có lúa mì, có cỏ lùng, đúng rồi, cỏ lùng. Rồi có người chăn thật và có sói đội lục chiền. Nó trà trộn như vậy đó. Chứ nói gì sao? Cứ để như vậy. Cứ để cho từ cả hai lớn lên. Tại sao không nhổ lúa cỏ lùng đi Chúa? Là không, đừng có nhổ cỏ lùng. Đôi khi nhổ cỏ lùng nó lại nhổ nhầm lầm lúa mì. Cho nên cả hai lớn lên. Cho nên anh chị em đừng bao giờ bị vấp phạm vấn đề này nữa. Quan trọng là chúng ta phải lắng nghe cái đấng cố vấn của chúng ta bên trong. Có những người đã từng dạy chúng ta, người đã dẫn dắt chúng ta, nhưng mà đôi khi cái hành xử của họ lại hoàn toàn ngược lại hay là khác đi những gì họ dạy. Đừng lo. Chính Chúa Giêsu kêu nói với các sứ đồ, khuyên các sứ đồ là gì? Hãy làm theo những gì những thầy thông giáo người Pha-si nói, nhưng mà đừng có làm những gì họ làm. Họ nói là đúng, nhưng mà họ làm sai. Đừng vấp phạm vì cái việc họ làm sai. Vì chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta không nhìn họ mà chúng ta nhìn Chúa. Trẻ con thì nhìn người, nhưng mà người trưởng thành là nhìn Chúa. Chúng ta không cần phải vấp phạm vấn đề đó nữa. Khi anh em học xong trường Kinh Thánh, có thể anh em sẽ đi ra và anh em sẽ thấy rất là nhiều cái điều những người hầu Chúa làm những điều chưa đúng. Đừng quan tâm vấn đề đó. Chúng ta càng lên án, càng chỉ trích họ, thì chính chúng ta lúc chúng ta rơi vào lúc đó chúng ta sẽ rơi vào tình trạng đó, chúng ta còn không biết được. Như Phaolô nói gì, hãy gì, cẩn thận như thế nào ạ? Ai tưởng mình đứng thì hãy giữ kẹo ngã. Khi chúng ta sửa dạy anh em mình thì chính chúng ta cũng chịu sự sửa dạy theo y như cái cách mà người ta đối diện. Thêm một lần nữa thì anh chị em học cái môn học này, tôi khích lệ anh chị em chúng ta trở thành những người có thể tư vấn. Anh em đang là những người có cái khả năng về tư vấn thì chúng ta sẽ giỏi hơn nữa. Ở trong những người ngồi đây, anh em có những người đã có cái khả năng đó rồi, người ta gọi là cái khả năng hùng biện. Nhưng mà cái cốt lõi của vấn đề của hùng biện nó không phải là cái phong cách, nhưng cốt lõi của vấn đề của hùng biện đó chính là dữ liệu mà mình có được, tức là từ bên trong. Hùng biện là một phương cách để có thể thu hút người khác, nhưng mà cái nguồn lực ở bên trong, anh em nghĩ là người thông giáo, người Pharisee, họ có cái khả năng hùng biện không? Họ rất giỏi. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến dạy thì người ta nói như thế nào ạ? Ngài dạy như là gì? Có quyền, chứ không giống như thầy thông giáo. Nó có sự khác biệt của một cái người hùng biện với một cái người thật sự là có quyền năng, có lẽ thật, có cái quy quyền trong thuộc linh. Như vậy làm sao để chúng ta có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đây? Có hai cách. Thứ nhất là chúng ta học. Thứ hai là phải cầu nguyện. Học và cầu nguyện. Chúng ta học sự khôn ngoan bằng cách là học lời của Chúa. Vì trong lời Chúa có sự khôn ngoan. Rồi chúng ta cầu xin Chúa. Giá cơ đồng 1 câu 5. Nếu ai cảm thấy mình kém khôn ngoan thì cầu nguyện để Chúa Trời Ngài sẽ ban cho một cách rộng rãi, không trách móc ai. Rồi một cái cách để chúng ta có thể được ban cho sự khôn ngoan nữa, đó là kính sợ Chúa. Đó là lối sống kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Chúng ta còn nhớ câu Kinh Thánh nào ở đâu không? Châu Ngôn đoạn mấy? Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bị sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Rồi Châm Ngôn đoạn 9 câu 10. Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan, nhìn biết Đấng Thánh là khởi đầu sự thông sáng. Như vậy thì chúng ta thấy về một cái phương diện đó là về chủ động hay là chủ quan đó, thì là chúng ta phải học và chúng ta cầu nguyện. Về phương diện khách quan đó là Đức Chúa Trời sẽ ban sự khôn ngoan cho những người nào kính sợ Ngài. Tất nhiên còn nhiều cái điều để khiến chúng ta khôn ngoan nữa. Chẳng hạn như Salomon khi mà cầu xin Chúa nói là bây giờ ta cho ngươi xin. Người xin điều gì ta cũng cho hết.
Thì cuối cùng Salomon không xin sự giàu có mà xin sự khôn ngoan. Và ông lập luận rằng xin Chúa cho con có sự khôn ngoan để con có thể cai trị dân sự đông đảo này của Chúa. Đó là cách xin cực kỳ khôn ngoan. Xin Chúa cho con có sự khôn ngoan để con có thể chiếm được cửa thành của quân nghịch. Xin Chúa cho con có thể khôn ngoan để con chinh phục linh hồn tội nhân về cho Chúa. Xin Chúa cho con có sự khôn ngoan để con mở rộng vương quốc của cái trời. Cho nên khi chúng ta xin thì Chúa cho. Nhưng mà cái lối sống kính sợ Đức Chúa Trời thì cái sự khôn ngoan sẽ được đến trên người đó. Có nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh rất nhiều, chúng ta cầu nguyện rất nhiều, nhưng chúng ta không có đời sống kính sợ. Hỏi có yêu Chúa không? Có, yêu Chúa lắm. Nhưng mà kính sợ Chúa không? Không có, không có kính sợ Chúa. Tại vì cái sự kính sợ đó nó thể hiện trong cái lối sống. Dù có người khác quan tâm chúng ta hay là không, thì cái đời sống kính sợ nó vẫn kính sợ. Dù cho chúng ta ở một mình, chúng ta vẫn kính sợ. Chúng ta thấy như trường hợp của Joseph, thì chị em thấy rằng là Joseph, nếu như bà vợ Potiphar đã đồng ý mà vô Joseph được quyền chọn lựa, phải không? Nếu ông chọn lựa đồng ý thì được không? Có ai phát hiện được không? Vợ ông chủ mà bà còn dám như vậy thì chẳng lẽ bà đi nói ra với ông chủ của mình? Cho nên ổng là dưới một người, ổng trên vạn người thì ổng đâu có gì đâu phải sợ. Nhưng tại sao Joseph phải bỏ chạy? Bởi vì kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa. Cái sự kính sợ Chúa nó thể hiện vào cái lối sống của chúng ta. Tôi trước đây nhiều như có lần kia tôi đi trên xe đây về Cà Mau, thì tôi nằm ở cái ghế sau và tôi ngủ quên, cho nên là khi mọi người xuống hết thì tôi xuống sau cùng. Sau cùng thì tôi nhìn bên cái ghế bên đây thì có một cái điện thoại cảm ứng, mà cái thời đó điện thoại cảm ứng nó mắc tiền lắm. Cho nên là tôi thấy điện thoại cảm ứng và tôi cầm thần kính, tôi chạy xuống, tôi hỏi ai của ai đây mà không thấy ai mà lấy hết. Và thế là thôi không có, thì ở giữa bến xe mênh mông mà tôi bỏ túi tôi đi về và tôi chờ cho đến trưa, đến chiều không thấy ai gọi lại nữa. Thường thường người ta mất điện thoại là người ta gọi lại liền, phải không? Không thấy ai gọi lại. Rồi tôi nói rằng là rồi như vậy thì mình, cái này là của mình. Thế là tôi coi trong đó cái gì, mở ra tôi coi trong đó cái gì. Sau đó thì tôi là cũng để điện thoại đó. Nhưng mà tới tối lại thì có người gọi vô thì tôi không bắt máy. Tự nhiên á, nó có một cái gì ở trong tôi là bây giờ ô, cái điện thoại này nó tốt quá, mình đang có cái điện thoại còn dở hơn cái điện thoại này nữa, nên mình lấy cái điện thoại này mình xài, có tội gì mình lượm mà. Và cuối cùng là tôi lấy cái điện thoại đó tôi xài. Tôi về tôi mới đến một hội thánh, khi tôi làm chứng cảm ơn Chúa tôi được cái điện thoại, thì có một người hỏi tôi rồi sao một chứ không trả lại cho người ta. Tôi nói tại vì người ta không có, tôi không gặp người ta. Cái người đã hỏi thì người ta có gọi cho mục sư không? Tôi nói có gọi nhưng mà tôi không có bắt máy. Rõ ràng ở trong đó nó có một cái gì đó mà có cái tính tham ở trong đó. Mình chờ cho đến chiều được, tại sao mình không có thể bắt máy để nói người ta bây giờ cái điện thoại này là tôi cầm đây, anh có thể đến đây tôi trả lại. Và trong khi đó bao nhiêu dữ liệu của họ ở trong đó, hình ảnh tất cả mọi thứ, sanh bạ điện thoại này, cái số điện thoại. Tự nhiên tôi lấy cái điện thoại và tôi xài. Rồi tôi giục mất cái sim luôn, coi như là không có cái người, không biết làm sao để có thể liên lạc lại với người đó. Mình về mình cảm thấy hối tiếc nhưng mà không biết làm sao liên lạc lại. Cuối cùng tôi không xài điện thoại luôn, tôi cho người khác luôn. Nhưng đó là một bài học. Xét về một góc độ, tôi là người hầu vị Chúa, tôi cảm thấy rằng cái điều đó là mình không kính sợ Chúa. Mình có gì đó không kính sợ Chúa tại đó. Dường như có một gì đó nó có cái, mình cũng biện luận để mình cho được cái điện thoại đó. Một lần khác, tôi đưa con tôi đi học, đang đi học thì thấy một cái điện thoại rất, và tôi nhìn cầm cái điện thoại lên, tôi thấy điện thoại còn rất là mới. Mà nhìn cái cách mà trang trí bên ngoài, tôi biết là đây là của học sinh. Tôi mới cầm, tôi về, tôi giữ đó. Mà cũng vậy, từ sáng sớm,
cho đến tối thì mới có điện thoại gọi lại. À, khi để gọi điện thoại lại thì nói rằng đây tôi cầm cái điện thoại ở đây, tôi lượm ở chỗ đó. Thì cái con bé này nó nói dạ cái đó của con, bây giờ nhờ để đi đến để xin lại. Thì chở ba nó đến và xin lại và cảm ơn Chúa, tôi cho lại cái điện thoại. Và tôi cho lại, tôi lòng tự nhiên cảm thấy nó vui. Mới bữa hôm cách đây mấy hôm tôi đi đến đám tang, đi đám tang thì chiếc xe của tôi gửi ngoài trong cái cho bãi gửi xe. Thì tới chừng tôi và tôi đi ra thì tôi thấy cái điện thoại cảm ứng nằm trên cái yên xe của tôi. Tôi có thể cầm về đúng không? Mà cái này là điện thoại này là xịn hơn điện thoại Samsung, xịn hơn nữa. Cái thường thường nó cám dỗ, nó không phải cám dỗ cái loại dở dở đâu. Nhưng mà vì cớ rằng kính thưa Chúa, tôi nói thật anh chị em, bắt đầu kể từ đó tôi thấy là khi mình mà tính cái sự thiệt hơn về trong cái đời sống kính sợ Chúa đó, thì chúng ta thiệt nhiều hơn là chúng ta được. Khi tôi quyết định tôi trả lại thì những lòng nó vui và tôi tin rằng Chúa là đấng vui nhất. À, cảm ơn Chúa, tôi cầm cái điện thoại tôi chạy vô trong cái đám tang mà tôi đưa cho cái người chủ đám tang, tôi nói là tôi nhặt cái điện thoại ở trên chiếc xe của tôi ngoài bãi xe. Thì tôi đưa. Thì cảm ơn Chúa, thì lúc mà tôi đi ra thì con người đã tìm cái điện thoại đó và họ được lại cái điện thoại. Cho nên cái sự kính sợ Chúa nó không phải là giữa chốn đông người. Chốn đông người nó dễ lắm. Chúng ta không nổi nóng, chúng ta không nói bậy, chúng ta không có làm những cái việc sai trật, dễ lắm. Chúng ta có thể đóng giả rất là dễ. Nhưng mà cái sự kính sợ Chúa đó nó phải được ở trên đời sống của chúng ta, ngay cả khi chúng ta ở một mình, ngay cả không có ai kiểm soát. Chẳng hạn mình đi hầu vì Chúa rồi, không cần ai phải kiểm soát. Tôi thiệt chứ em, tôi không có kiểm soát của những người hầu vì Chúa chung với tôi. Tôi nói để công việc giao đó thì anh phải có cái phát triển cái ơn của Chúa trên đời sống của anh, để có thể mình được kết nối, hay là mình di truyền giáo, lên kế hoạch truyền giáo, lên kế hoạch để huấn luyện cho hội thánh v.v. để cho nước của Đức Chúa Trời được mạnh. Nhưng mà mình luôn luôn giữ một cái sự quân bình trong thuộc linh, và những cái lẽ thật nó không bị lệch hướng. Cho nên khi chúng ta kính sợ Chúa thì linh khôn ngoan của Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Mà anh chị em thấy rằng cái sự cố vấn rất cần sự khôn ngoan. Chúng ta xem các môn đồ, kể cả những người dốt nhưng mà họ vẫn có thể trở thành những người đầy ơn. Ở trong công vụ đoạn 4 câu 13. Khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-e-rơ và Giăng biết rõ rằng ấy là người dốt không học, thì điều lấy làm lạ lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Như vậy dốt vẫn có thể tư vấn được, phải không ạ? Vẫn có thể giảng tin lành được. Nhưng mà người đó phải ở với Chúa Giê-xu, phải có mối tương giao với Chúa. Như Phaolô nói là chớ có một cái lời dữ nào ra từ miệng anh em, khi đáng nói thì nói những lời lành, giúp ơn cho hay là chuyển giao ân điển và có ích lợi cho người nghe đến. Cho nên ngay riêng tư của chúng ta tập nói những lời lành, học những lời lành từ Chúa, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ nói những cái lời cao trọng, bởi vì chúng ta là những người cao trọng, cho nên chúng ta nói những lời cao trọng. Xin Chúa ban ơn để rồi chúng ta sẽ thấy được rằng cái sự cố vấn nó rất là quan trọng. Người hầu vì Chúa là một người gọi là giống như là mình dùng cái từ giống như bệnh viện đa khoa vậy. Bệnh viện gọi là chuyên khoa đó, chuyên khoa mắt thì chỉ có người bị mắt mới đi vô đó. Chuyên tai mũi họng thì chỉ có những người bị bệnh đó mới đi vô đó. Còn bệnh viện chuyên gọi là đa khoa thì sao? Bệnh nào vô cũng được hết. Anh chị em thấy rằng là có ai mà có thể là vừa làm, có thể là người cầu nguyện, giải cứu, chữa lành, tư vấn về hôn nhân gia đình, tư vấn về lập nghiệp, tư vấn về gây dựng mối quan hệ, hay là kể cả việc làm, cất nhà, cất cửa, mở hội thánh, đủ thứ hết. Ngoài trời chỉ có một mục sư. Thấy không ạ?
những chuyên gia tâm lý thì họ cũng cũng một cái khía cạnh nào đó, chứ không phải là tất cả. Nhưng đến khi anh chị em bắt đầu hầu về Chúa, anh chị em bắt đầu ơn của Chúa ở trên chị em rồi, thì anh chị em thấy rằng là người ta sẽ đến cùng anh chị em tư vấn, nhờ anh chị em tư vấn đủ thứ ở trong cuộc sống này hết. Nhưng có những lúc tư vấn chúng ta cũng phải nói, tập nói không. Tại vì có những lúc chúng ta trong cái lĩnh vực đó chúng ta không biết thì đừng có cố. Tôi nhớ có một cái ông mục sư, ông là người miền Nam, ông đi ra miền Bắc hầu vị Chúa. Thì làm nhà như thế nào đó không biết, thì ông lại ông nói là phải làm dây. Thì trong những người thợ có những người họ rất là giỏi, họ mới nói không được mục sư ơi, nhà này mà nếu mà mình làm như vậy thì nó sẽ không có đủ lực để nó cân. Mục sư nói là phải đúng, đừng có cãi mục sư. Thì cái người kia nói rằng là nhưng mà mục sư ơi, em là kỹ sư về xây dựng. Nhưng mà giả sử về xây dựng thì để nói về xây dựng chắc chắn là tôi sẽ thua anh Tấn, đúng không ạ? Tại vì tôi đâu có làm nghề xây dựng. Hỏi có xây dựng không? Có, tôi có xây dựng. Nhưng mà làm nghề là chuyên về nghề xây dựng, thiết kế, làm kỹ sư thì chắc chắn là anh này phải giỏi hơn. Cho nên có những lúc ngoài cái tầm với của mình, đừng sĩ diện mà nói không. Đừng có sĩ diện mà cứ vì sĩ diện mà cứ nói có là không được. Nhưng mà cứ dạng gì cứ nói xin lỗi, lĩnh vực này tôi chưa có biết, có thể nhờ người khác. Chẳng hạn như hồi đó tôi cũng tài lắm, thấy người ta cai nghiện ma túy, tôi cũng đem người cai nghiện ma túy về cai nghiện. Tôi cũng biện luận gì, người ta được ơn, tôi cũng được ơn. Người đó tin Chúa sao mà người đó còn làm công việc đó được, thì tôi tin Chúa lâu hơn, tôi hầu vì Chúa lâu hơn, tôi phải làm được. Và cuối cùng nó quất chiếc xe, rồi xong buồn, nó giật luôn tiền ở trong cái bóp của tôi. Tôi nói là bây giờ còn có sáu mấy ngàn nè, con để mà mua đồ ăn ngày hôm nay nè. Tôi nói giờ thầy đừng nói lý trí, nói lý lẽ gì với con không còn tâm trí nào để nghe lý lẽ đâu. Thọt tay vô, giật bắt đi một nước. Chích xong rồi về xin lỗi sao? Lừa tôi luôn, đến nỗi là chở nó đi mua ma túy mà mày còn không biết nữa. Sau đó tôi hỏi Chúa, tại sao kỳ vậy Chúa? Chúa nói, ta không gọi con vào làm việc này. Sau đó tôi phải nói không. Kêu nhận nữa tôi không dám nhận. Gần đây cũng có rất nhiều người kêu tôi nhận, tôi nói không. Qua một sư lâm á, qua nó đó. Nó được sức giàu hơn về cái lĩnh vực về cái nghiện. Tại vì Chúa cho ông cái ơn đó, tôi có cái ơn khác, Chúa cho ông có cái ơn đó. Cho nên là chúng ta có những lúc chúng ta cần phải tập nói không anh chị em nha. Để cố vấn là gì đây? Cố vấn đó là khuyên nhủ, là đề nghị. Nói một cách khác là chúng ta đang gọi là dẫn dắt người khác đó, hướng dẫn người khác. Nhưng lưu ý nè, nhưng không quyết định thay cho họ. Nếu ai đó lại hỏi anh chị em, cô ơi cô, còn lấy cái anh đó được không? Mình có quyền tư vấn nhưng không quyền quyết định thay. Được đó, con lấy đi, được đó. Thầy chú phán với cô là được á. Xin lỗi, không được. Người đó phải là người quyết định, bởi vì sau này nó sẽ đổ lỗi. Anh chị em thấy rồi, ông tổ mình đã đổ lỗi rồi đúng không ạ? Chúa nắng lên, lấy một xương sườn nắng lên Eva đưa tới. Ông nói, này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra người này là người nữ. Ông cầm dẫn điền nước. Lúc hạnh phúc quên Chúa luôn. Nhưng mà khi Chúa hỏi, Adam ngươi ở đâu? Ngươi có ăn trái cây ta dặn nó không nên ăn không? Chúa ơi, tại vì cái người nữ, Chúa đem lại có nghĩa là tại Chúa chứ không phải là tại con. Đấy. Lưu ý nha, nhớ là không quyết định thay. Chúng ta được quyền tư vấn, đưa ra những cái khía cạnh. Nếu làm việc này thì là như vậy. Mình sẽ chỉ cho thấy cái hậu quả nè. Hậu quả nó có nằm trong Kinh Thánh sẵn nè. Rồi cái những cái kết quả tốt lành cũng có nằm trong Kinh Thánh sẵn, nếu những người nào vân phục nè. Và chúng ta đưa ra. Và nếu như họ nói vậy thì tôi phải chọn cái đường nào? Nó về cầu nguyện đi. Những cái điều tôi phải tư vấn rồi, giờ cầu nguyện để chọn. Và sự chọn lựa đó quyết định cuộc đời của anh chị em. Rồi có một cái trường hợp
tôi cũng hơi đáng tiếc vì cái sự tư vấn của mình rất là chuẩn, và tôi cũng kêu về và tự chọn lựa, và cuối cùng cái người đó chọn lựa làm theo ý riêng chứ không làm theo lời Chúa. Và khi họ chọn thành làm theo ý riêng thì sao? Anh chị em nhớ trước khi Judas Iscariot phản Chúa, ông có được tư vấn trước đâu? Chúa cảnh báo rồi, phải không? Chúa cảnh báo rồi. Ở trong văn ghi lại rất là rõ. Thậm chí Chúa nói là gì? Kẻ nào thò tay vào trong đĩa này lại lấy bánh, đó là kẻ phản ta. Ông còn ngước mắt lên, có phải con không Chúa? Cho nên việc người đi, việc người làm cứ làm đi. Đó là những lời cảnh báo, nhưng mà ông vẫn quyết định chọn cái đường hướng của ông. Và đó là cái điều mà họ phải chịu trách nhiệm trên cái quyết định của họ. Xin lặp lại lần thứ ba, người tư vấn, người cố vấn khuyên nhủ đề nghị nhưng không quyết định thay cho cái người được cố vấn. Không quyết định thay cho. Tôi cũng vậy, tôi cố vấn cho con tôi. Sau khi tôi cố vấn xong rồi, ba cho con có thời gian, con cứ suy nghĩ và con chọn lựa, con quyết định. Và con quyết định rồi, con không hối hận ạ. Cảm ơn Chúa thì các con tôi nó quyết định. Nếu mà như chọn học trường quốc tế cũng vậy, nó quyết định. Cho đến bây giờ qua bước qua năm thứ ba học trường quốc tế thì tôi hỏi, cho đến bây giờ tụi con có cảm thấy nuối tiếc vì cái việc con bỏ học phổ thông mà con qua học chương trình này không? Nó dạ không. Nó tại sao con không tiếc? Thì bây giờ con người ta đã bước vào trong đại học rồi, con bây giờ mới có lớp 6. Nó nói bây giờ con, nhưng mà con vừa rồi con gặp là các bạn của tôi, của con á, là cái kiến thức của tụi con học lớp này á, nó cao hơn gấp nhiều lần cái kiến thức của các bạn của con. Như vậy thì cái việc nó chọn lựa nó không hối tiếc. Thế hầu việc Chúa, có những người hỏi tôi, thầy ơi em hầu việc Chúa được không? Thầy bây giờ anh tư vấn sao đây? Trong cái bài học này chúng ta sẽ va chạm đến nhiều loại tư vấn. Và Chúa cũng nói là gì? Là cái sự chọn lựa, chúng ta cần phải chắc chắn về cái sự kêu gọi để chúng ta chọn lựa không có hối tiếc, chứ không phải đổ thừa cho Chúa. Tại Chúa, có những người hầu vị Chúa tại mục sư kêu tôi hầu vị Chúa nên bây giờ nhà tôi giờ không còn gì trên. Thay vì nếu bây giờ tôi cũng có thể là người ta nhà lầu xe hơi đủ thứ, bây giờ tôi bây giờ đi xe gắn máy tàn tàn. Không có. Sứ đồ Phi-e-rơ đã từng hỏi Chúa như vậy. Anh chị em xem ở trong Tin Lành Mát. Đoạn 10, câu 28. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng, nay chúng tôi bỏ hết mà đi theo Thầy. Hồi đó Chúa kêu gọi ông hầu với Chúa và ông có quyết định, phải không? Ông có quyết định và bây giờ thì ông nói gì? Tôi bỏ hết mà theo Thầy thì tôi được gì? Chúng ta thấy một câu trả lời cũng... Ở đây Chúa Giê-xu trả lời sao ạ? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, người nào... Chẳng một người nào vì ta và Tin Lành mà từ bỏ nhà cửa, anh em chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng được lãnh, đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về nhà cửa, anh chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Tức là Chúa trình bày cho biết rằng đi theo Chúa là như vậy đó. Con cáo có hang, chim trời có ổ, xong con người không có chỗ gối đầu. Thì cái người môn đồ đó nói như thế nào? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8, vả khi Chúa Giê-xu thấy đoàn dân đông lắm xung quanh mình, bèn truyền bờ bên kia, có một thầy thông giáo đến thưa cùng Ngài rằng, lại thầy, thầy đi đâu? Tôi sẽ theo đó. Chúa Giê-xu đáp, con cáo có hang, chim trời có ổ, xong con người không có chỗ gối đầu. Lại môn đồ khác đưa rằng, lại Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy theo ta, hãy để cái chốt chết chôn cái chết. Đó là cái tư vấn của Chúa. Ngài không buộc ai cả. Khi Chúa nói rằng là con cáo có hang, chim trời có ổ, xong con người không có chỗ gối đầu, thì có người thối thác, hãy để tôi về tôi chôn cha tôi trước đã. Chúng ta xem trong Các Vua nhất đoạn 19, câu 19 và câu 20. Từ đó Eli đi gặp Elise con trai của Sa-phát, đang cài có 12 đôi bò trước mặt mình, chính người cầm đôi thứ 12. Eli đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người.
Elisha bèn bỏ bò mình chạy theo Eli mà nói rằng: xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoàn tôi sẽ theo ông. Eli đáp: hãy đi và trở lại, vì ta nào có làm gì ngươi đâu. Ông đâu có quyền quyết định cho Elisha, đúng không ạ? Để tôi về tôi hôn cha mẹ tôi. Ừ thì đi đi, nhưng mà trở lại, ta nào có làm gì ngươi đâu. Đó là cách khôn ngoan. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có được quyền quyết định để ra lệnh chúng ta phải làm gì. Nhưng mà thật ra Ngài luôn luôn tôn trọng ý kiến của chúng ta. Kể cả như là Ba-la-am, Ngài vẫn tôn trọng cái đời sống của Ba-la-am. Ngài dùng những điều cách để ngăn Ba-la-am, để Ba-la-am không rủa xả dân sự của Chúa. Nhưng mà Chúa, Ngài vẫn để cho Ba-la-am có quyền quyết định, chọn lựa. Và tôi cũng nói với anh chị em rằng cái định nghĩa của tôi cố vấn này, nó chính là cái trọng tâm của cái bài học này. Anh chị em có thể quên nhiều thứ, nhưng đừng bao giờ quên cái chỗ này. Đó là mình có khuyên lơn, có chỉ dẫn đủ thứ hết, mình tư vấn cho họ để nhìn thấy hết tất cả, để cho họ có một cái bức tranh, và họ phải là người quyết định. Chúng ta không quyết định thay cho họ. Xin nhớ điều này nha. Không quyết định thay. Cũng là một sự kêu gọi á. Đúng rồi. Cũng rồi. Chứ như Chúa đi ngang Matthew đang sợ tàu thuế, Chúa nói hãy theo ta. Thì cái việc Chúa gọi là Chúa gọi, nhưng mà Matthew có quyền đáp ứng mà không đáp ứng. Anh em để ý là không Chúa buộc ai, nhưng mà Chúa gọi. Chẳng hạn như Chúa nói là không phải các ngươi chọn ta, mà ta chọn mà lập các ngươi để các ngươi đi kết quả. Việc Chúa chọn nhưng đáp ứng là ở chúng ta. Cũng như Phaolô khuyên Timôthê là gì? Con hãy giao lại cho mấy người trung thành có tài dầu kẻ khác để quản trị nhà Chúa đi. Còn con hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi của Chúa Jesus Christ. Ông cho thấy là cái mô hình của người lính giỏi là như thế nào. Có nghĩa là bây giờ con đến ở mức độ này, con cảm thấy hài lòng với mức độ này. Nhưng mà chưa đâu con ơi, mức độ này chưa phải là điều tốt nhất đâu. Con phải trở thành người lính giỏi của Chúa Jesus Christ. Nhưng mà là người lính giỏi là phải chịu khổ. Thì Timôthê có quyền để quyết định giao lại bầy để đi theo Phaolô hay không. Đó là quyền của Timôthê. Nên là cái sự cố vấn, chúng ta có đưa ra những cái dữ liệu đúng sai thiệt hơn thành công nè, thất bại nè. Có nhiều anh chị em tôi nói rằng là nếu khi mà nó họ không nghe lời của mình thôi, không nghe lời của mình thì sau đó thì thất bại rồi mới chịu nghe. Giống như đứa con trai quăng đàn, thất bại rồi mới chịu nghe. Và khi chịu nghe thì phải chịu ở trong cái sự tôi luyện thì chúng ta mới thành công được. Còn không, chúng ta trở lại con đường cũ thì cũng vậy thôi, vì con đường đó chúng ta đã ném rồi. Hôm nay tôi giải quyết một cái số việc ở trong hội thánh cũng vậy, là nó ảnh hưởng đến mức độ là có thể làm tổn hại hội thánh rất là nhiều. Trong một cái phương diện, mình có thể mình có quyền để xử lý theo cách của mình, theo thắc xác thịt, nhưng mình chọn không xử lý theo xác thịt mà chọn xử lý theo thánh linh. Và khi tôi khuyên anh em, tôi nói hai con đường chỉ cho anh em thấy, nếu anh em chọn con đường này thì anh em sẽ được bình an, còn chọn con đường này bất an. Nhưng mà em tức quá, em phải làm cái con đường này. Rồi cứ làm đi, làm xong bắt đầu quậy quơ, giờ thầy ơi, giờ sao. Thế đấy, ủa nếu như em nghe tôi khuyên, nghe lời khuyên của tôi thì anh em đã bình an từ lâu rồi, mà không nghe cho nên là bây giờ đi theo con đường này. Rồi hỏi giờ em sao, giờ em bế tắc, em biết phải làm sao. Đơn giản thôi, hạ lòng xuống, quỳ gối ăn năn đi, xử lý trong thuộc linh trước, đừng có cố gắng xử lý thuộc thể. Hạ lòng xuống ăn năn, xin Chúa thương xót con, giải cứu con, thì Chúa sẽ làm. Ngay bây giờ cứ hạ lòng xuống, quỳ gối xuống mà ăn năn với Chúa về cái hành động của mình. Con đã không nghe lời khuyên của các tôi tới Chúa, không nghe theo cái lời khuyên dạy của Chúa. Ăn năn với Chúa xong, 2-3 ngày sau nhắn tin lại: cảm ơn Chúa, mọi sự đã ổn thỏa rồi thầy. Mà liên quan đến gia đình, hôn nhân, gia đình đủ kiểu hết, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã có cái cách để Chúa giải cứu. Rồi cái tiếp theo nữa, cố vấn là gì?
cố vấn là nói chuyện trực tiếp. Nói chuyện trực tiếp có nghĩa là mặt đối mặt, hoặc là qua điện thoại nhưng mà trực tiếp. Không phải là tôi cố vấn cho chị Hà thì tôi nói với anh Tấn, rồi anh Tấn nói là chị Hà, làm sao thất bổn. Cố vấn là cố vấn trực tiếp với người đó. Tôi ví dụ tôi cố vấn cho người vợ của một ai đó thì tôi xin phép, tôi xin phép người đó, là xin phép rằng tôi sẽ gặp riêng vợ của em, là của anh, là của thầy gì đó, và ở một cái chỗ đó. Tôi nói rõ luôn này. Thí dụ như là có những lần tôi nói rằng tôi ngồi ngoài bàn uống nước, tôi nói bây giờ người vợ cần được tư vấn, tôi nói bây giờ xin phép ông chồng là cho tôi gặp riêng vợ anh ở trong phòng nhóm, vào phòng nhóm đó chúng tôi sẽ nói chuyện. Tại vì có những điều không cần, không nên cho người thứ ba nghe, bởi vì cái sự cố vấn mà cái người cố vấn đó, người đó phải là người kín miệng để cho cái người kia họ được an toàn, an tâm mà họ trình bày cho mình. Kể cả qua điện thoại cũng vậy. Qua điện thoại tôi cũng phải xin phép là tôi, nhiều khi thí dụ như có những người họ muốn cố vấn trong cái giờ khuya và không có giờ thời gian, thì tôi cũng vậy, tôi cũng phải nói trò chuyện rõ về vấn đề đó. Và tôi muốn cần, tôi đang có cái việc, tôi nhắn tin riêng như vậy vậy. Cho nên vợ tôi nhiều khi ngồi nằm kế bên, nhưng mà nhắn tin này kia tôi cứ nhắn bình thường. Anh đang tư vấn cho người khác. Thì trong cái sự tư vấn đó ban đêm thì không nói chuyện được, cho nên tôi nhắn điện thoại. Rồi cố vấn làm một cuộc đối thoại. Cố vấn làm một cuộc đối thoại. Ở trên là nói chuyện trực tiếp, nhưng ở đây nói là một cái cuộc đối thoại có nghĩa là gì ạ? Nghe và nói. Cố vấn không phải là chỉ chúng ta nói mà thôi. Nếu anh chị em không nghe được hết những cái năng đề của người ta thì chúng ta cố vấn sai, cho dù anh em giỏi cỡ nào. Có những người như là người kia mới nói xong, được rồi, tôi biết rồi. Đừng nên, nếu là người cố vấn đừng bao giờ làm như vậy nha. Hãy lắng nghe cho thật. Có một lần kia một sư ông dạy cái môn học gì tôi quên mất rồi, nhưng ông hỏi như vậy nè. Bây giờ là một người mục sư, thì khi một người có năng đề thì chúng ta sẽ làm gì để có thể giải quyết năng đề cho người đó? Người thì nói là chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải cái này, chúng ta phải kia. Cuối cùng ông quay qua hỏi tôi, thấy Lâm Bổ thì Lâm Bổ làm gì? Bây giờ thưa thầy, con nghĩ rằng là trước nhất là con phải lắng nghe cái đó. Ông nói amen. Tại vì nếu chúng ta không lắng nghe đủ, chúng ta sẽ đưa ra dữ liệu sai. Thường khi chúng ta cố vấn cho hai người bất hòa đó, đừng bao giờ chỉ nghe một bên. Thường nghe một bên này họ nói toàn là điều tốt của họ, họ không nói điều sai của họ. Nghe bên đây thì nói toàn điều tốt của người chồng. Cho nên là phải nghe hai bên, lắng nghe hai bên. Cho nên nếu tôi chỉ nghe một bên thì tôi chỉ khuyên nhủ người đó một bên, nhưng không đưa ra phương án để giải quyết cho người chồng, cho đến khi tôi nghe được người chồng. Hoặc là tôi có những lúc tôi đề nghị người đã, ví dụ như người vợ nói rằng là chồng em thấy này thấy kia đủ thứ, còn người thì chồng thì nói rằng ôi giờ thì em chắc vợ em hở cái giận, vợ em bỏ đi về nhà này kia rồi. Tôi nghe có một bên thì tôi chưa có đưa ra cái giải pháp, nhưng mà tôi hướng dẫn cầu nguyện để cho người đó có sự tha thứ trước cái đã, để người đó có thể nhẹ cái lòng, để không có trong cái cơn nóng giận của họ, họ không có quyết định sai. Rồi sau đó thì bắt đầu mình ấy, tôi một hoặc là mình xin phép là gặp người chồng riêng, hoặc là gặp người vợ riêng, hoặc là chúng ta cần hai người đến cùng một lúc cho nổ luôn. Mình là người phân xử mà, cho họ nói hết ra những cái gì của người vợ không đồng ý về chồng, người chồng không đồng ý về vợ, những cái gì hiểu lầm nhau cứ nói ra hết. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đưa ra một cái phương pháp để hàn gắn. Nhớ, người cố vấn là người làm cho người hòa thuận, chứ không phải người cố vấn là người làm cho nhà người ta tan nát hay là quăng lửa vô rồi bỏ chạy. Có nhiều người đốt nhà người ta nhiều lắm, cố vấn mà cuối cùng đốt nhà người ta luôn. Hồi đó tôi quen cái cô này và chúng tôi cũng muốn tiến tới hôn nhân, vì cô này là con của một mục sư. Cổ rất là dễ thương mà cổ giỏi giang lắm. Và chúng tôi giận nhau.
Tôi nhờ một cái anh cũng là anh em anh chị em kết nghĩa với nhau. Anh đó là thứ thứ ba, anh hai rồi anh ba, anh tư vậy đó. Ý là anh đó là thứ tư. Thì chúng tôi có tất cả là 7 người trong một cái gia đình kết nghĩa trong Chúa. Và cái người người mà tôi thương đó là Úc. Thì tôi với cái cô đó giận nhau. Chúng tôi đã gặp nhau để giải hòa rồi nhưng mà cũng không được. Nó không phải là không được, không hoàn toàn không được, nhưng mà nó cũng chưa có một cái gọi là thông suốt. Chứ mà chúng tôi yêu nhau cũng 2 năm rồi. Gia đình hai bên đã biết nhau rồi, đã bước tới rồi. Thì bữa đó tôi mới mua 2 cây hoa hồng, gói lại đẹp. Tôi mới nhờ cái anh thứ tư đó. Tôi nói anh, bây giờ nhiều em giận em rồi. Bây giờ em năn nỉ mà không được. Bây giờ nhờ anh năn nỉ giùm, anh gửi cái hoa ra giùm. Cuối cùng anh cầm hoa đó, anh năn nỉ, anh rước đi luôn. Hai người là thành vợ thành chồng luôn. Anh đã cố vấn tuyệt vời luôn. Dạ. Không. Trở lại cái vấn đề cố vấn là một cuộc đối thoại nha. Chúng ta nghe và nói. Nghe và nói, nhưng mà trước hết là nghe chứ đừng có nói trước. Tại vì nó nói chứ biết gì mà nói. Chúng ta có thể gợi ý. Hôm nay em đến đây để gặp tôi để cần giúp gì, giúp gì đây, tôi giúp được gì đây. Gợi ý ra. Và khi người ta nói, thí dụ như anh chị em bên Công giáo người ta đi xưng tội đó, xưng tội với ông cha. Thưa cha, con có phạm tội ăn trộm, xin cha tha cho con, tha thứ cho con. Cha nói được, con xưng ra là cha tha rồi, tha liền. Nhưng con ăn trộm cái gì? Dạ, con ăn trộm cái sợi dây. Ồ, tưởng gì? Cái sợi dây, rồi cha tha cho con. Cái sợi dây có gì đâu mà tha cho con. Dạ, mừng, nhưng mà sợi dây nó dính theo con trâu. Nếu nghe tới sợi dây không mà chưa hỏi sợi dây dính cái gì thì nó... Thì sợi dây nó dính con trâu nữa. Cho nên trong cái vấn đề cố vấn này đó, nó có nhiều cái nó rất là thú vị. Hài cũng có mà bi cũng có. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một cái sự khôn ngoan để chúng ta cố vấn. Có một cái trường hợp cố vấn như thế này. Sáng đó tự nhiên một người, hai vợ chồng, bà vợ gọi điện cho tôi. Mục sư ơi, nhờ mục sư cầu nguyện cho tôi. Hôm nay tôi đi qua bà Xuôi. Tôi nói, ủa, thăm qua bà Xuôi có gì để cầu nguyện? Không, tôi qua bà Xuôi để tôi bắt con gái tôi về. Ủa, tại sao vậy? Tôi nói sao vậy? Chồng nó đánh đó. Không, không, chồng không đánh. Tại vì thằng chồng nó không tin Chúa. Tôi làm chứng cho, tôi làm chứng cho chồng nó tin Chúa mà chồng nó không chịu tin Chúa. Cho nên bây giờ tôi phải bắt con gái tôi về. Tôi nói, ủa rồi tụi nó có con chưa? Dạ có con rồi. Ủa có con rồi bắt con gái về làm gì? Nó tại vì là gái tôi bây giờ là thánh khiết rồi. Chồng nó là ô uế. Đền thờ của Chúa và đền thờ của ma quỷ không thể nào hòa hợp được. Tôi nghe tới đây là tôi biết là có người cố vấn rồi. Tôi nói nè, bây giờ tôi hỏi thiệt nha. Có phải là nhờ một người khác cố vấn không? Người ta tư vấn như vậy phải không? Nó dạ đúng rồi. Ông mục sư của tôi nói như vậy đó. Là bây giờ không tin Chúa là hai đền thờ này là khác nhau. Đền thờ của Chúa, đền thờ tà thần không thể nào hòa hợp được. Cho nên bây giờ chia tay. Tôi nói vậy con nó vậy nó cần cha không? Con nó cần mẹ không? Cái này có cần. Như thế rõ ràng mình đang vô hình chung là mình đang là chia rẽ rồi. Đức Chúa Trời Chúa nói gì là người không được phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời phó hiệp. Nhưng tại nó không tin Chúa. Không tin Chúa thì Kinh Thánh cũng có dài ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7. Dẫn chứng ra tôi đọc một loạt, đọc xong cái ủa vậy là có câu Kinh Thánh này nữa hả? Tôi nói có. Thế là nếu người chồng chưa tin Chúa bằng lòng anh gọi với vợ. Tôi hỏi anh chồng nó còn thương không? Thương lắm. Nếu còn thương thì đây, mình phải qua cách sống của mình để cảm hóa cái người kia và người kia được Kinh Thánh. Và con cái cũng được Kinh Thánh. Giải thích xong, hỏi bây giờ sao, có muốn bắt con gái về nữa không? Nó già không. Rồi có, thôi bây giờ thì thôi qua mua trái cây gì đó, qua thăm ông bà Xuôi xong rồi, thăm cháu ngoại xong rồi về nha, chứ đừng có bắt con gái về. Thì đó là cái những cái sự cố vấn. Chúng ta sẽ có những cái điều rất là bi và rất là hài. Cũng có những điều rất là buồn nhưng mà cũng rất là vui.
là chúng ta nghỉ giải lao hết cái chủ đề 1 giới thiệu.